Bông đuổi theo. Đuổi theo tôi đi mama. Con đừng có chạy đó, đuổi theo đi. Không thấy gì nữa. Tôi bị mù rồi. Không thấy gì nữa hết. Bị mù rồi. Trung đường đại nhân, con không mở bắt ả lại đi. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Trời ơi, có chuyện gì vậy? Thiệt là bị bắt rồi. Sao bắt người ta sao lại như vậy chứ? Đi. Quỳnh nói cái gì? Dĩ Quang đã bị Ngao Bái bắt đi rồi à? Đúng vậy, Ngao Bái là đệ nhất dũng sĩ Đại Thanh, bên cạnh lại có thị vệ võ công cao cường, chúng tôi không dám ra tay tương cứu. Thiếu Minh Chủ, bây giờ phải làm sao? Tạm thời đừng làm gì hết, chờ tin tức ở tủ lầu, không được bước mây động rừng. Dạ. Dị Quang cô nương, hầu tẩm không được mặc bất cứ y phục gì hết. Nếu cô đã tắm xong rồi thì mời bước ra, bọn ta sẽ quấn lụa đỏ cho cô, sau đó đưa cô tới tẩm cung của hoàng thượng. Không được mặc y phục hả? Đúng, dù chỉ là một món trang sức cũng không được mang. Không được, cần phải do bọn ta đích thân quấn lụa đỏ cho cô, sẵn tiện kiểm tra trạng thái da dẻ trên người của dị quan cô nương nữa, để xem có đột phát thì vết gì không, để phòng ngừa dị quan cô nương mang theo vật phẩm gì khác. Như vậy làm sao được chứ, nam nữ thủ thủ bất thân. Hay là như vậy, các người ra ngoài trước, ta quấn lụa xong ta sẽ gọi. Thái giám kính sự phòng chủ yếu phụ trách những việc trong cung tẩm của hoàng thượng và tất cả phi tần hậu cung. Sau khi dị quan cô nương vào cung, chẳng lẽ chưa được học qua sao? Học thì có học rồi, nhưng có điều là bây giờ tôi vẫn chưa quen lắm. Dạ. Nè, các người. Dị Quang tiểu chủ, cô biết khinh công sao? Cha của ta là võ tướng, cho nên ngay từ nhỏ ta đã theo người học. Công công, tôi cũng biết là quy tắc ở trong cung không thể phá được, nhưng mà có nhiều lúc cũng bàn bạc được mà, đúng không? Trước khi tôi vào cung, cha tôi có cho tôi mang theo ít tiền. Ngày mai tôi sẽ đa tạ hết ba vị công công, được không? Được rồi, chỉ một lần này thôi, không có lần sau. Tôi biết rồi.
Dạ. Ê, khoan đã công công, ông cho tôi lấy khăn tay của tôi đi. Khăn tay của tôi. Vị quan cô nương, đừng nói là công khăn công. Tay một sợi tơ cũng không được mang theo. Khăn tay của tôi. Công công. Vị quan cô nương, lát nữa hoàng thượng sẽ tới đây lâm hạnh cô. Tuyệt đối không được quên những quy tắc đã được học trước đây. Cố gắng hầu hạ hoàng thượng. Được, kéo rèm đi. Dạ. Thì ra đây là tẩm cung của hoàng đế. Không biết rốt cuộc Long Đệ có nói với tiểu hoàng đế Khang Hy chưa. Khăn tay Trư Ca Ca chuẩn bị cho mình mất rồi. Lỡ như tiểu hoàng đế bất ngờ có ý đồ gì, tuôn giả thành thật, thì phải làm sao? Tiêu rồi. Trư Ca Ca mà thấy mình ăn mặc như vậy, chắc mình ấy sẽ tức chết. Hay là nhân lúc tiểu hoàng đế chưa tới, mình mau chóng trốn đi. Lỡ như tiểu hoàng đế tức giận muốn chém đầu mình, thì Long tiểu đệ có thể cầu xin giùm mình. Tính đi đâu đó? Ngươi là ai? Ngoài trẫm ra còn là ai được chứ? Ngươi là hoàng thượng. Ngươi là hoàng thượng sao phải đeo mặt nạ? Trẫm thích đùa một chút với các phi tần hậu cung lúc lâm hạnh để cảm thấy thú vị hơn thôi. Thần nữ dị quan khấu kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Đứng lên đi, ở đây không có người ngoài, không cần phải đa lễ. Đa tạ hoàng thượng. Hoàng thượng, thì ra người nhã nhặn như vậy. Tôi cứ nghĩ không, tôi nói sai rồi. Thần nữ là thần nữ. Không việc gì, ở đây không có người ngoài, chấm cho phép cô xưng là tôi. Vậy thì lúc nói chuyện sẽ tự nhiên hơn. Đúng rồi, lúc nãy cô định đi đâu? Tôi, tại tôi thấy căn phòng này hơi bị tối, tôi tính ra ngoài tìm mấy ngọn đèn đem vào đây thắp thêm thôi. Lúc trẫm lâm hạnh với phi tần, thích tẩm cung tối một chút. Ê, hoàng thượng. Người đừng thổi tắt ngọn đèn cuối được không? Tôi sợ. Đừng có sợ, có trẫm mà. Nhìn cô kia rung lẩy bẩy hết rồi. Sợ trẫm lắm sao? Tôi đâu có, chẳng qua là tôi thấy căn phòng này hơi lạnh. Cô mặc ít như vậy thảo nào bị lạnh. Hay là vậy đi, cô vào long sàng của trẫm nằm một chút, đắp chăn vào cho người ấm lại. Kêu mình lên giường, tiểu hoàng đế này quả nhiên chẳng tốt lành gì. Tôi thấy hết lạnh rồi. Vậy thì để trẫm ôm cô, để sưởi ấm cho cô. Đúng là rất sợ trẫm. Tôi nhưng mà trẫm có nghe Long Tam nói, lá gan của cô cũng to lắm. Mỗi lần nhắc tới trẫm trước mặt của hắn, chưa bao giờ tỏ ra sợ sệt.
Hoàng thượng, không phải tôi sợ người, chỉ là tôi sợ người đứng quá gần. Chẳng phải chúng ta đã nói rồi sao? Trẫm đã nói chuyện gì với cô? Không phải là tôi nói với người, mà là Long Tam nói với người. Người quên là lần này chúng ta chỉ tương kế tựu kế. Người giả vờ sủng hạnh tôi để cho Ngao Bá tin tưởng tôi thôi sao? Chuyện hầu tắm tối hôm nay là giả thôi, không phải là thật. Đúng là Trẫm với Long Tam có vạch ra sách lược tương kế tựu kế này. Chỉ là đêm dài dằn dặc, sao bỏ phí? Chúng ta cũng không cần diễn kịch, cứ để Trẫm lâm hạnh cô thật. Dù sao thì cả thiên hạ này có cô nương nào không muốn làm nữ nhi của Trẫm? Hoàng thượng, nữ nhi trong thiên hạ đúng là ai cũng ham vinh hoa phú quý, nhưng mà đối với một số nữ nhi thì họ cảm thấy tranh sủng với 3.000 mỹ nhân trong hậu cung không bằng tìm một người tâm đầu ý hợp, sống tới răng long đầu bạc. Nên người quyền cơ đời Đường nói, báo vật thì dễ có, tình lang lại khó tìm. Từ năm 13 tuổi thành thân tới nay, chưa có người nào dám nói với Trẫm những lời như vậy. Hoàng thượng, người giận tôi sao? Người không chém đầu tôi đó chứ? Trẫm là cuồng ma giết người sao? Hở một chút là chém đầu người ta. Lời cô nói không những không chọc giận Trẫm, mà ngược lại còn làm Trẫm thấy thích thú hơn nữa. Trẫm thấy chúng ta không cần phải diễn kịch vất vả nữa, cứ để Trẫm lâm hạnh nàng thật. Chờ kết thúc êm đẹp rồi, Trẫm phong cho cô làm quý nhân. Hoàng thượng, cô thấy vậy có được không? Hoàng thượng, Hoàng thượng, Hoàng thượng, Hoàng thượng. Ai cho các ngươi vào? Khởi bẩm hoàng thượng, nô tài thấy trong điện không thắp đèn, lại có tiếng đánh nhau, còn tưởng là có thích khách nên lập tức vào hộ giá. Thích khách gì chứ? Ở đâu có thích khách? Không có chỉ có Trẫm, ai cũng không được vào. Dạ, dạ. Được rồi, đừng động thủ nữa. Còn động thủ nữa, họ tưởng cô là thích khách. Cái đầu của cô phải dọn đi thật đó. Cô khóc cái gì? Hoàng thượng ức hiếp người ta. Trẫm ức hiếp cô khi nào? Là cô ra tay với Trẫm trước mà. Lần đầu tiên có một người dám động thủ với Trẫm trên long sàng của Trẫm. Chỉ sợ cô cũng là cô nương đầu tiên dám ở trên long sàng ra tay đánh nhau với một hoàng đế. Hoàng thượng cưỡng từ đoạt lý, rõ ràng đã hứa rồi, mà hứa rồi còn ép buộc người ta. Người ta không muốn, phản kháng, phản kháng cũng không nhường, đánh hỏng lại, hù dọa người ta, lý nào lại vậy? Chẳng có quá đáng như cô nói không chứ? Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Nếu như bị thái giám bên ngoài mà nghe thấy, không biết còn tưởng Trẫm bắt nạt cô nương yếu đuối nữa. Vậy hoàng thượng ngồi xa chút, tôi không khóc nữa. Cô kêu ngồi xa là phải ngồi xa sao? Vậy chẳng phải mất mặt lắm sao? Long tiểu đệ, đệ đang ở đâu? Đệ nói hoàng thượng chính là quân tử, cuối cùng hoàng thượng lại bắt nạt cô nương yếu đuối. Thôi được rồi, được rồi, đừng có khóc nữa. Trẫm không có tính toán với cô nương như cô. Tìm cái gì đó? Tôi muốn tìm khăn tay để lau mặt thôi. Long sàng làm gì có khăn tay? Trẫm không muốn truyền thái giám phiền chúng ta. Ê, người tính làm gì nữa? Yên tâm đi, Trẫm không có đụng tới cô. Đường đường thiên tử nhất ngôn cửu đỉnh, lau nước mắt cho cô. Coi bộ dạng của cô bây giờ kìa, uổng cho Long Tam gọi cô là lão đại. Giờ mà hắn thấy cô nước mắt ngắn nước mắt dài, không cười cô mới lạ. Thiệt ra những gì tôi nói với Long Tam đa số đều là nói khoác. Tôi không có dũng cảm như đệ ấy nói, cũng không có nhiều kinh nghiệm giang hồ, cũng chưa từng bị tên háo sắc nào bỡn cợt hết. Huống chi là bị tên háo sắc có quyền thế, trêu người ta như vậy sao mà không sợ được? Trẫm đã nghe hết rồi. Cô nói cả một dòng
chủ yếu mắng trẫm là một tên háo sắc có phải không? Thần nữ không dám, thần nữ không có nói vậy. Hoàng thượng ơi, thần nữ có thể xin hoàng thượng một chuyện được không? Nói ra nghe thử. Người có thể đừng đem chuyện tối hôm nay nói với Long tiểu đệ được không? Nếu như người nói với đệ ấy, sau này tôi không còn mặt mũi làm lão đại nữa. Nè, trẫm đâu có nhiều chuyện như vậy. Trẫm không có nói với hắn đâu. Nè, nhưng nếu như trẫm bảo vệ hình tượng của cô trước mặt huynh đệ kết nghĩa, cô đền đáp trẫm sao đi? Hoàng thượng, người là người có quyền thế nhất thiên hạ rồi, còn là người giàu có nhất nữa. Người giúp tôi làm chút chuyện nhỏ thôi, vậy mà bắt chẹt cô nương yếu đuối, không có một xu dính túi cũng được hả? Lại là trẫm không đúng nữa. Sao cô nói tới nói lui, chẳng là trẫm sai? Tiếng gì vậy? Cái bụng của tôi nó kêu. Tại hồi chiều này căng thẳng quá cho nên không có ăn tối. Bây giờ rất là đói luôn. Trẫm nhớ ra rồi. Sở thích lớn nhất của cô là ăn. Long Tam có nói với trẫm, bây giờ cô giúp trẫm làm việc, trẫm cũng không thể để cô đói được. Nói đi, muốn ăn cái gì? Đa tạ hoàng thượng, tôi ăn vịt quay, há cảo tôm tươi, bánh bò hấp, với lại thịt dê xào với nghệ, thêm món tố bát điệp, canh trân châu phỉ thúy, bánh bao thủy tinh, bánh đậu xanh và một bình rượu hoa quý. Hoàng thượng, sao người biết tôi thích những món đó? Cái này là Long Tam nói cho trẫm biết. Long Tam nói với trẫm, lần thứ hai hai người hẹn hò gặp mặt nhau, cô còn dành ăn với hắn nữa. Trẫm nghe thấy thú vị cho nên nhớ tới bây giờ luôn. Long tiểu đệ thối này, sau này không gặp hắn nữa, nói hết chuyện của người ta với người khác. Trẫm đâu phải là người ta, trẫm là hoàng thượng. Người đâu, thắp đèn truyền thiện. No rồi. Ăn xong rồi. Đa tạ hoàng thượng ân điển. Dọn xuống đi. Dạ. 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 Nhìn cô ăn uống cũng thú vị lắm. Một cô nương mà ăn được nhiều như vậy, cái bụng của cô nhỏ như vậy, làm sao mà chứa được hết nhiều đồ ăn như vậy? Nếu như nói về ăn uống, chắc cả hậu cung của trẫm không ai ăn nhiều bằng cô. Trời ơi, tại họ giả vờ thôi. Tại vì người là hoàng thượng mà, ở trước mặt của hoàng thượng họ cũng phải chú ý lễ nghi, cho nên khống chế sức ăn thôi. Mà Khổng Thánh Nhân cũng có nói, đời người có ba cái thú: thực, sắc, tính giả. Cho nên là thịt ăn ngon là một trong những cái thú của con người thôi. Nói rất hay. Thực sắc là bản tính con người. Bây giờ cái thú ăn ngon cô đã hưởng thụ rồi. Có cần hưởng thụ tới cái thú thứ hai hay không? Xem ra tên hoàng đế háo sắc này vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Ôi, nếu có khăn tài của Trương ca ca thì tốt rồi. Mình gạt cho hắn ta ngửi, để cho hắn ta ngoan ngoãn đi ngủ. Đêm khuya tĩnh mịch, chỉ còn có một nửa. Hay là lên long sàng của trẫm nghỉ ngơi một chút. Trời ơi, lại tính làm cái gì nữa? Hả? Hoàng thượng, tôi ăn no quá, tức ăn nghẹn lên cổ, tôi muốn vận động cho tiêu hóa được không? Được. Nếu mà cả chuyện này trẫm cũng không cho, thì há chẳng phải là không biết thương hoa tiếc ngọc hay sao? Cô muốn tiêu hóa bớt thì cứ tự nhiên đi. Tạ hoàng thượng ân điển. Thank you.
tên háo sắc này đúng là kiên nhẫn thiệt. Hắn ta quyết tâm muốn ăn mình thiệt rồi. Mình đâu thể vận động như vậy cả đêm được. Bây giờ phải làm sao đây? Mệt chết đi được. Mệt rồi hả? Có cần lên long sàng của trẫm nghỉ ngơi không? Dạ quan thượng, tôi hình như ăn trúng cái gì rồi. Bụng của tôi đau quá. Lúc nãy tôi biết là tôi đã ăn nhiều thứ. Bây giờ tôi đau quá. Cô đau bụng hả? Hay là trẫm truyền thái y tới mắc mạch cho cô? Ê, không cần đâu. Tôi về phòng nằm nghỉ chút là được rồi, không sao đâu. Nếu như cô muốn nằm nghỉ một chút á thì sao phải về phòng của mình nghỉ ngơi chứ? Long sàng của trẫm cũng nằm nghỉ được vậy. Tôi không giống chút nào. Tôi bị đau bụng, có thể sẽ bị tiêu chảy. Bị tiêu chảy ở đây thì không ổn chút nào đâu. Cho nên tôi phải giữ hình tượng trước mặt của người chứ. Đúng vậy không, hoàng thượng? Nếu như cô bị đau bụng muốn đi ngoài thì trong tẩm cung của trẫm có sẵn thùng đồng vàng luôn, dùng đi. Tôi phải đi ở đây sao? Thôi không được đâu, hoàng thượng. Người cho thần nữ đi đi mà. Người ăn ngủ cốc sinh bách bệnh, ăn uống đi ngoài đều là chuyện bình thường. Nếu mà chuyện đó trẫm cũng không chấp nhận được, tức là làm trái nhân luân. Cô không cần phải sợ. Nếu như cô bị đau bụng thật thì cô cứ đi ngoài ở chỗ của trẫm, trẫm không hề ngại. Cô nhìn trẫm làm gì? Hết cách rồi chứ gì, phải không? Tên hoàng đế háo sắc này muốn ăn mình hả? Không có cửa đâu. Ý, có rồi. Mình có thể gạt được hắn uống rượu. Mình sẽ chuốc say hắn. Sao cô không nói tiếp đi? Có phải là lại nghĩ ra chiêu gì nữa không? Ý, hoàng thượng, hay là chúng ta hãy chơi xúc sắc uống rượu đi. Hay là gì? Chúng ta cược, nếu như người thắng, tôi sẽ nghe lời người lên long sàng. Còn nếu người thua, phải xài Lý Công Công đưa tôi về phòng, được không? Có dám cược không? Đúng là lắm trò thiệt mà. Trước giờ không có ai dám chơi xúc sắc uống rượu với trẫm hết. Được, trẫm chơi với cô. Người đâu? Mang một bình rượu và hai bộ xúc sắc. Dạ. Ê, khoan đã. Mang một giò rượu. Hoàng thượng, muốn uống rượu thì phải uống cho đáng. Chung có lạ gì, chúng ta phải uống bằng chén. Được, vậy để trẫm xem tửu lượng của cô tốt cỡ nào. Mất. Hoàng thượng thật ngại quá, người thua rồi. Uống đi. Hoàng thượng người thua rồi. Uống tiếp. Lại thua nữa. Đây đây, để tôi rót cho người. Chờ thêm lần nữa nha. Hoàng thượng được. Hoàng thượng, không ổn rồi, không ổn rồi. Đi đâu vậy? Người vẫn chưa uống rượu mà. Hoàng thượng. Hoàng thượng. Hoàng thượng. Để ta xem dung mạo hoàng thượng ra sao. Cho ta xem đi mà. Vị quan cô nương. Lý Công Công, hoàng thượng đã ăn giấc rồi. Chị quan cô nương mời về cho. Nhưng mà tôi muốn ở lại thêm chút nữa. Hoàng thượng đã ăn giấc rồi. Chị quan cô nương, cô cũng về nghỉ đi. Tôi vẫn chưa thấy dung mạo của hoàng thượng mà. Nè, khiêng tôi đi như vậy hả? Nè, cho tôi xem đi mà. Nè, tôi vẫn chưa thấy dung mạo của hoàng thượng. Nè, sao không cho tôi xem? Đúng là đáng ghét mà. Lý Công Công. Hôm nay nhờ có ngài giúp. Cầm lấy. Cầm lấy đi. Vì hoàng cô nương, cô thật rộng rãi quá. Hôm nay ta thấy hoàng thượng đối xử với cô nương còn đặc biệt hơn cả các vị cô nương nữa. Vì hoàng cô nương sau này nhất định sẽ được thành phụng hoàng. Đa tạ Lý Công Công.
Giả sử sau này hoàng thượng gọi tôi đi hầu tẩm nữa thì phải làm phiền Lý Công Công chiếu cố cho tôi. Chút thành ý này xin ngài nhận cho. Đợi sau này khi tôi được thành phụng thì tôi sẽ không quên ngài đâu. Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Vì hoàng cô nương, thời gian không còn sớm nữa, cô nghỉ ngơi đi. Được rồi, được rồi. Ta đi được đây rồi. Long tiểu đệ đúng thật là giờ còn chưa tới. Đúng là tức chết. Lão đại. Bỏ ra, bỏ ra, bỏ ra. Lỡ bị ai nhìn thấy sẽ rắc rối lắm. Ta hỏi đệ, tại sao bắt ta đợi lâu như vậy hả? Ây da. Tỷ còn nói nữa, nếu như không phải tối qua tỷ thuốc cho hoàng thượng sai hả, thì hôm nay đệ phải trực. Hoàng thượng chưa dậy, làm sao đệ bỏ đi được chứ? Tên tiểu hoàng đế đó thật là không ổn, đòi đổ xúc sắc uống rượu. Ta ra tay hắn sẽ thua chắc. Có biết ta là ai không? Ta chính là Đỗ Thần, không có địch thủ. Hắn thắng được ta sao? Đương nhiên là phải gục. Tiểu đệ đã hiểu rồi. Lão đại của đệ chẳng những giỏi võ công hơn đệ, mà bản lĩnh khác cũng cao hơn tiểu đệ nữa. Ê, đương nhiên, nếu không làm sao làm lão đại. Ê, qua đây, qua đây. Hả? Qua đây, nói thử xem. Nặng mùi quá à. Sao cả người toàn mùi rượu vậy? Đâu có. Đệ có mùi rượu hả? Sáng nay xúc miệng rồi mà. Tối qua lén uống rượu phải không? Thì phải. Đệ với chàng huynh đệ vừa uống rượu vừa đổ xúc sắc, thua rất là nhiều ngân lượng. Thua hết bao nhiêu? Nói chung bổng lộc nửa năm đã mất hết rồi. Lão đại, tỷ phải giúp đệ đó nha. Yên tâm, ta là lão đại của đệ, chuyện của đệ là chuyện của ta. Ta sẽ dạy cho đệ vài chiêu, đảm bảo sẽ lấy lại ngân lượng, chịu không? Thật hả? Đương nhiên. Lão đại, có phải trò nào tỷ cũng biết không vậy? Cũng không phải. Dù gì lão đại cũng là tiểu cô nương mà. Tiểu cô nương nhà lành thì đâu thể nào thường xuyên chạy tới sòng bạc được, đúng không? Phải, phải, phải. Lão đại cũng là thục nữ mà. Cũng gần như là vậy. Lão đại, để nói cho tỷ biết nha. Bước tiếp theo, hoàng thượng vẫn sẽ triệu tỷ đi hầu để che mắt Cao Bái. Có phải tối qua hoàng thượng rất khách sáo với tỷ hay không? Đừng có nhắc nữa. Cái tên hoàng đế đó đúng là phong lưu háo sắc, lúc đầu cũng muốn động tay động chân nữa. Lão đại, tỷ có sợ tới phát khóc không? Sao mà có chuyện đó được. Ta là lão đại, võ công rất cao cường. Sau đó ta uống rượu chơi xúc sắc, xin tiểu hoàng đế gục luôn. Lão đại trí dũng song toàn, tiểu đệ bái phục, bái phục. Cũng tạm thôi. Nè nè nè, có biết đây là gì không? Xúc sắc. Lão đại chỉ cho đệ vài chiêu, đảm bảo đệ sẽ lấy lại ngân lượng, thậm chí cả vốn lẫn lời. Nhưng mà chúng ta phải nói trước, ngân lượng mà đệ thắng được phải chia cho ta một nửa, biết chưa? Chuyện nhỏ, chia 5 năm. Như vậy thì còn được. Đau lắm đó. Bây giờ an toàn rồi. Chuyện gì mà an toàn? Hoàng thượng. Không có gì. Hoàng thượng, nếu như người muốn nghỉ sớm, tôi sẽ lui ra. Người ngủ trên long sàng, rồi đợi sau một canh giờ bảo Lý Công Công khiêng tôi về là được rồi. Vẫn chưa tới canh hai mà chậm vẫn chưa muốn ngủ.
Nói đi, tối nay muốn ăn món gì? Không giấu gì hoàng thượng, hôm qua ăn nhiều quá, kết quả hôm nay nhịn cả ngày không ăn được gì nữa. Có cần trẫm truyền thái y bắt mạch cho cô không? Ê, không cần, không cần đâu. Truyền thái y lại phải uống thuốc, tôi uống thuốc từ nhỏ tới lớn, uống đến sợ luôn rồi. Trẫm thấy cô nhanh nhẹn khỏe khoắn, đâu có giống người có bệnh. Tại sao lại uống thuốc từ nhỏ? Tôi có một chứng bệnh đau đầu bẩm sinh. Mỗi lần phát bệnh tôi như muốn chết đi. Cha của tôi từng tìm nhiều lang trung cho tôi, nhưng mà toàn bộ lang trung đều nói không có thuốc trị, chỉ có một người nói là trị được, nhưng đó lại là phương thuốc lạ. Hơn nữa thuốc dẫn này thật sự là quá khó để tìm. Thuốc dẫn gì mà lại khó tìm chứ? Nói cho trẫm biết, trẫm tìm cho cô. Đa tạ hoàng thượng, nhưng mà thôi bỏ đi. Tại sao lại thôi? Nói mau. Thuốc dẫn này chính là Long Châu. Long Châu? Long Châu là gì? Đó là nước mắt của hoàng thượng, là nước mắt của người đó. Nhưng người là hoàng thượng, người là thiên tử, sao có thể rơi lệ chỉ vì tôi chứ? Chuyện này đúng là có hơi khó. Thành thật mà nói, suốt bao nhiêu năm qua, trừ năm trẫm 8 tuổi, cha mẹ qua đời trong cùng một lúc, trẫm chưa từng rơi lệ bao giờ. Không sao đâu, đó chỉ là truyền thuyết, tôi không có để trong lòng, cho nên người không cần phải xem là thật. Người làm gì vậy? Tối qua trẫm thua không hay biết gì. Vì vậy, tối hôm nay trẫm muốn lấy lại thể diện. Cô có dám chờ với trẫm thêm vài ván nữa không? Được thôi, nhưng mà tới lúc đó hoàng thượng thua không được nuốt lời. Cô yên tâm đi, mặc dù trẫm cũng có hơi mê sắc, nhưng mà cũng có phẩm chất. Lại thua nữa, mau uống đi. Sao vậy? Có chơi thì có chịu chứ. Cô muốn lật lọng hả? Có vấn đề. Vấn đề gì? Chuyện này thật sự rất là kỳ lạ. Tại sao hôm nay thủ pháp đổ xúc sắc của hoàng thượng trở nên cao minh như vậy? Hôm qua đổ xúc sắc trong 10 ván, nhiều lắm người chỉ thắng 3 ván. Nhưng mà tại sao hôm nay lại ngang tài ngang sức với tôi? Vì buổi chiều hôm nay trẫm có đi tìm một vài thị vệ biết chơi xúc sắc để học. Trẫm là thiên tử thông minh, muốn học gì học sơ là biết. Nhưng mà cách đổ xúc sắc của người sao tôi thấy quen quá vậy hả? Có phải là Long Tam không? Đúng là đệ ấy. Đệ ấy dám đem bí kíp tôi truyền cho đệ ấy, truyền lại cho hoàng thượng. Cô đừng có trách Long Tam. Tuy cô là lão đại của hắn, nhưng trẫm là chủ tử của hắn. Nếu trẫm hỏi hắn chuyện gì, hắn nhất định phải trả lời thật. Trẫm bảo hắn làm gì, hắn cũng phải làm. Hoàng thượng, Long Tam là người thật thà, người đừng bắt nạt đệ ấy. Quan tâm hắn vậy sao? Là vì tôi là người nhỏ tuổi nhất ở trong gia tộc, vì vậy khó lắm mới được làm lão đại. Hơn nữa đệ ấy còn rất sùng bái tôi, đương nhiên tôi phải bảo vệ cho đệ ấy. Được, trẫm biết rồi. Xem như nể mặt cô, trẫm sẽ không bắt nạt hắn nữa. Nhưng mà cô lấy gì để đa tạ trẫm? Hoàng thượng, bây giờ người rất giống với một lão già họ Chu tôi từng biết ở chốn quê nhà. Lão già họ Chu mà cô nói tướng mạo rất giống trẫm sao? Tướng mạo không có giống, nhưng mà phong cách thì giống. Lão già nông thôn này sở dĩ được phát tài là bởi vì ông ấy tính rất là giỏi, nhắm đúng thời cơ ăn xong bỏ chạy. Lý Dị Quang à, Lý Dị Quang, cô lại dòng do mắng trẫm. Thần nữ không dám, do hôm qua hoàng thượng nói mà, người sẽ không vì một câu nói mà biến thành một ma đầu giết người. Vì vậy mà thần nữ mới nói đùa vậy thôi. Trời ơi hoàng thượng, thần nữ xuất thân thấp hèn, tính tình rất phóng túng, thiếu sự quản giáo của cha mẹ, vì vậy không có hiểu biết nhiều chuyện, không thể hầu hạ cho người. Hay là bây giờ người kêu Lý Công Công tới đón tôi đi, để tôi về trữ tú cung. Trẫm hiểu rồi. Cô muốn chọc giận trẫm, sau đó khiến trẫm đuổi cô đi. Trẫm không có mắc mưu đâu. Tiếp tục đổ xúc sắc. Chúng ta đã nói rồi, nếu như cô thua, cô phải lên long sàng của trẫm. Bây giờ chưa phân thắng thua, mau.
Trời ơi, nếu cứ tiếp tục chơi, hoàng thượng ngày càng nhung nhiễn hơn, mình sẽ càng chơi càng thua đậm. Chuyện này thật sự quá nguy hiểm. Hoàng thượng, người muốn chơi tiếp cũng được thôi, nhưng mà người phải hứa một chuyện. Cứ nói thử xem. Lâu nay tôi vẫn chưa biết diện mạo của thiên tử, người có thể nào tháo chiếc mặt nạ xuống được không? Mấy hôm nay trẫm không khỏe nên có nổi vài nốt đỏ, không tiện mở ra. Chẳng lẽ hắn thật sự rất xấu xí, không dám cho mình thấy? Hoàng thượng, chúng ta cũng đã uống nhiều rượu lắm rồi, hay là chúng ta lên long sàng của người nằm một lát nha. Lên long sàng của trẫm? À, cô không sợ trẫm làm gì cô sao? Không sợ, hoàng thượng nhất ngôn cửu đỉnh, nhất định nói sẽ giữ lời. Chuyện đó chưa chắc đâu. Tuy trẫm là thiên tử, nhưng trẫm cũng là nam nhân. Cô từng nói rất sợ tối mà. Đã có hoàng thượng, tôi sẽ không sợ tối. Không đúng, có vấn đề. Vấn đề gì chứ? Chẳng phải cô rất sợ ở gần trẫm hả? À, trẫm biết rồi. Chắc chắn cô đã nghĩ ra chiêu mới để mà đối phó với trẫm, phải không? Đâu có. Hoàng thượng, sao tôi ngửi thấy có một mùi hương rất lạ ở đây? Mùi hương? Long sàng làm gì có mùi hương gì? Nhưng mà cơ thể cô có một mùi hương rất nhẹ nhẹ. Hoàng thượng, hoàng thượng, tai như tai heo vậy, móng vuốt rồng. Không đúng, mình vội rung chuông làm gì chứ? Phải xem thử diện mạo của hoàng đế đã. Lúc nào cũng đeo mặt nạ, bộ xấu lắm hả? Sao mà khó vậy chứ? Hoàng thượng đã yên giấc rồi, tiểu chủ cũng nên lui về nghỉ ngơi. Chờ một lát. Tên Long tiểu đệ này lại tới trễ nữa, ta sẽ dạy dỗ cho đệ biết tay. Lão đại lại tới trễ nữa, lần nào cũng tới trễ. Tối qua chiến tích ra sao rồi? Không có làm hỏng nhiệm vụ. Tối qua để đòi lại cả vốn lẫn lời mà hôm trước để thua. Tỉ một nữa. Cũng khá. Cũng may là để cho ta tiền, dạo này ta cần phải dùng tiền. Lão đại à, ở trong hoàng cung này cũng có việc cần phải dùng tới tiền sao? Đệ không biết đúng không? Ta cho đệ biết, ở trong hoàng cung này á, chỗ nào cũng phải dùng tiền. Tối hôm qua nếu ta không dùng tiền mua chuộc Lý Công Công thì lão đại đây đã thảm rồi. Hôm qua làm sao? Chứ không phải hoàng thượng đi ngủ từ sớm hay sao? Tên tiểu hoàng đế đó rất là háo sắc luôn, sao ngủ sớm được chứ? Cũng may ca ca chuẩn bị cho ta một cái khăn tay có tẩm thuốc mê, ta lén lút đem bên mình lúc vào trong tẩm điện, sau đó làm cho tiểu hoàng đế hôn mê, bằng không thì làm sao mà thoát thân được. Tỷ dám làm cho hoàng thượng hôn mê? Nếu như để cho hoàng thượng biết được chuyện này, tỷ, ca ca của tỷ và Lý Công Công, hai thái giám của Kính Sư Phòng đều phải chết. Chuyện này ngoài ta với ca ca chỉ có đệ biết, không còn ai biết nữa hết, không được nói dài. Lão đại, tỷ không nên nói ra, làm cho đệ khó xử. Nếu đệ nói lại với hoàng thượng, tức là bất nghĩa với tỷ. Nếu đệ không nói, là bất trung với hoàng thượng. Đâu phải là ta hãm hại hoàng thượng, ta tự vệ mà. Ê, đừng có vì chủ tử của đệ mà bán đứng ta đó. Nếu đệ dám làm vậy thật thì ta sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt với đệ. Lão đại à, không phải đệ nói tỷ, tỷ cứ làm sằng làm bậy. Nếu như không có đệ nói tốt cho tỷ, tỷ có mấy cái đầu cũng bị chặt hết trơn rồi. Được rồi, được rồi,
Chẳng phải ta cũng vậy sao? Nếu không phải ta nghĩ cho đệ, sao phải nghe lời của ngao bái đó vào trong cung này làm gì? Tuy ta không giỏi võ công, nhưng mà ta biết khinh công, bỏ trốn cũng được vậy. Chẳng phải là vì đệ sao? Được, để đền đáp tình nghĩa của tỷ đối với đệ, dù có chuyện gì đệ cũng phải ở trong Tử Cấm Thành bảo vệ cho tỷ. Nhưng mà đệ phải nói trước nha, tỷ không được làm chuyện gì quá đáng với hoàng thượng, tuyệt đối không được hại hoàng thượng. Còn bằng không thì đệ cũng không cứu được tỷ. Tỷ đã hiểu chưa? Hey, yên tâm đi. Thiệt ra con người của ta cũng sợ chết lắm. Hơn nữa, sao ta có thể liên lụy Long tiểu đệ của ta chứ? Vậy mới là lão đại chứ. Đầu của đệ giống cái trứng gà quá. Lão đại, hai đêm liên tục tỷ ở chỗ của hoàng thượng, tỷ thấy hoàng thượng ra sao? Tiểu hoàng đế này á hả, có một chút phong lưu, hơi háo sắc một chút, nhưng mà tính tình thì cũng được. Đối với ta cũng khá là khoan dung, nhưng mà quan trọng nhất là uống rượu và giỏi cờ bạc. Ta cho đệ biết, nhìn vào một con người, nếu người đó vừa giỏi uống rượu vừa giỏi cờ bạc thì cơ bản là không phải người xấu. Trước giờ chưa có ai bình phẩm hoàng thượng như vậy hết. Hoàng thượng mà nghe tỷ nói, chắc chắn người sẽ rất thích. Ê, chuyện này chỉ nói riêng với đệ thôi, không được nói dài đó nha. Đệ biết rồi, bí mật giữa hai chúng ta. Y phục của mình với khăn tay của mình đâu? Vị quan cô nương cũng không còn sớm nữa, phải tới tẩm cung của hoàng thượng rồi. Ê, khoan đã, Lý Công Công, y phục với lại khăn tay của tôi đâu? Vị quan cô nương, vô di cũng không cần dùng tới nữa, ta cũng đã cho cung nữ mang đi giặt hết rồi. Đừng mà, tôi còn phải dùng cái khăn tay đó. Lý Công Công, ngài hiểu mà. Vị quan cô nương, cô đang nói gì vậy? Ta không hiểu gì hết. Nhưng mà trước khi cô tiến cung, đáng lý là cha cô cũng dặn dò cô, sau khi vào hậu cung phải bớt nói lại, giữ quy tắc. Cô nên hiểu điều đó. Lý Công Công, chắc không phải ngài cố ý mang khăn tay của tôi đi chứ? Lúc cô tới tẩm cung cũng không được mang theo gì hết. Đây là quy tắc ở trong cung, tất cả mọi người đều phải tuân thủ. Thôi chết tiêu rồi, lần này thì tiêu rồi. Làm sao bây giờ đây? Đêm nay không có khăn tay, cái lão đáng ghét Lý Công Công nhất định là phát hiện trong khăn tay có thuốc mê, cho nên sợ bị liên lụy. Hoàng thượng, người đừng qua đây. À đâu, nếu hai hôm trước cô toan tính gì với trẫm thì trẫm bỏ qua hết cho cô. Nhưng là cô thất tính bội nghĩa trước, nên đừng trách trẫm không khách sáo với cô nha. Ê, khoan đã, làm sao người biết hôm qua tôi có toan tính? Long Tam nói đúng không? Long Tam chết tiệt, cái gì cũng nói hết, không chơi dán nữa. Cô đừng có quán trách Long Tam, nếu như không có hắn, sao cô tự tung tự tác vậy được chứ? Làm gì vậy? Muốn tỷ thí võ công với trẫm sao? Được, vậy thì trẫm tỷ thí với cô. Mà trẫm hứa với cô sẽ không gọi thị vệ bên ngoài vào giúp. Khoan đã, hoàng thượng, người có biết tại sao thần nữ không chịu hầu tẩm người không? Cô nói với trẫm, máu vật dễ có, tình lang lại khó tìm, chẳng lẽ cô phải lòng ai rồi? Đúng vậy, trong lòng tôi đã thích người khác, mà hơn nữa người này hoàng thượng cũng biết đó, đó là Long Tam. Long Tam? Hắn là tiểu đệ của cô mà. Thì nói vậy thôi, nhưng mà nam nữ khác biệt, làm sao tôi có thể xem đệ ấy là tiểu đệ được? Với lại ngay từ đầu tôi thích đệ ấy rồi. Hoàng thượng, nếu như người muốn tranh giành thì tôi đành phải vì Long Tam sẽ thủ tiết tới chết. Cô chấp nhận chết vì hắn? Đúng vậy. Hoàng thượng,
Long Tam là tâm phúc của người mà. Từ xưa tới giờ, một hoàng đế thánh minh đều không có ai tranh giành, cưỡng đoạt nữ nhi của thuộc hạ, ngược lại còn cố gắng tác thành nữa. Mà huống chi hậu cùng hơn 300 mỹ nữ, cần gì phải vì một tú nữ nhỏ bé như tôi mà làm tổn thương Long Tam. Vậy làm sao cô dám chắc là Long Tam cũng thích cô? Tuy là tôi không biết trong lòng đệ ấy có thích tôi hay không, nhưng mà tôi dám khẳng định là trong lòng của đệ ấy tôi cũng có một vị trí rất quan trọng. Lão đại. Lão đại. Lão đại. Sao tỷ không trả lời? Tại sao phải trả lời? Rõ ràng chúng ta đã nói rõ, không được đem bí mật của mình nói với tiểu hoàng đế háo sắc, sao đệ lại nói hả? Lão đại, đệ bị quan, đệ muốn tốt cho tỷ thôi. Tỷ nghĩ tỷ dùng khăn tay làm cho hoàng thượng hôn mê, hoàng thượng không nghi ngờ sao? Nếu như tối ngày hôm qua tỷ cố ý tái phạm, hoàng thượng phát hiện, mạng của tỷ khó giữ được. Cho nên đệ mới tìm Lý Công Công, nhờ ông ấy lấy khăn tay của tỷ, rồi tới gặp hoàng thượng cầu xin cho tỷ. Không ngờ tỷ còn trách đệ nữa. Chó cắn lã đồng tân, không biết người có lòng. Đệ nói là thật hay giả? Đương nhiên là thiệt rồi. Chúng ta là huynh đệ kết bái, sao đệ lại gạt tỷ? Tối qua lại uống rượu nữa? Đâu có. Sao mà ngày nào cũng cờ bạc uống rượu được chứ? Nè, chẳng qua là tối ngày hôm qua ngồi một mình ở trong phòng thấy vui nên uống vài chung. Hả? Có chuyện gì mà vui vậy? Nói ra thử đi. Hôm qua tỷ về Trữ Tú Cung rồi, hoàng thượng có truyền đệ tới, đem hết những gì tỷ nói kể cho đệ nghe. Ngay từ đầu tôi đã thích đệ ấy. Hoàng thượng, nếu như người muốn tranh giành thì tôi đành phải vì Long Tam sẽ thủ tiết tới chết. Cho nên lão đại, chuyện tỷ nói với hoàng thượng là thật phải không? Ta sợ hoàng thượng tuồng giả làm thật, cho nên ta mới gạt người thôi. Long tiểu đệ, đệ đừng hiểu lầm nha. Tỷ gạt hoàng thượng? Đúng vậy. Đệ coi, nếu không đem đệ ra làm kim bài lệnh tiễn, chắc hoàng thượng đã ăn ta mất rồi. Vậy tỷ đối với đệ? Ta với đệ đương nhiên là hảo huynh đệ rồi. Đệ là tiểu đệ của ta, còn ta là lão đại mà. Sao vậy? Giận ta hả? Không phải đệ giận, có thể là tỷ chưa biết yêu, có nói cũng không thể hiểu. Hoặc là do bản thân tỷ đang giả ngốc, cho nên đệ có nói gì tỷ cũng không hiểu được. Không phải trước giờ hai chúng ta vẫn rất tốt sao? Hai chúng ta là huynh đệ, sống chung như vậy chẳng phải rất thoải mái sao? Đó là trước đây, đó là lúc đệ tưởng tỷ là nam nhi. Nhưng tỷ bây giờ là một cô nương xinh đẹp hoạt bát đáng yêu, sao đệ có thể xem tỷ là huynh đệ được chứ? Long tiểu đệ à, tại ta quên nói với đệ, thật ra từ nhỏ ta đã có hôn ước với người khác. Vậy tỷ yêu người đó lắm có phải không? Vì người đó hoàng thượng lâm hạnh tỷ cũng không cần, đối với đệ càng không để ý. Cũng không phải là vậy, mà từ nhỏ bọn ta đã có hôn ước với nhau. Ta với huynh ấy là thanh mai trúc mã, huynh ấy rất là tốt với ta, ta cũng rất là thích huynh ấy. Nhưng mà ta không biết thứ tình cảm của ta có giống tình cảm nam nữ của hai người nói hay không. Để nhìn ra được chuyện tỷ nói là thật. Vậy có phải dù ra sao, dù tình cảm đó của hai người là gì, tỷ cũng gả cho huynh ấy không? Vị hôn phu của ta trước đây rất là giàu có, rất có quyền thế. Nhưng sau này nhà của huynh ấy sa sút, huynh ấy luôn một lòng muốn thành gia lập nghiệp, thành gia trước mới thành thân, cho nên ta phải chờ huynh ấy, không thể gả cho người khác. Được rồi, đệ hiểu rồi. Vậy mà hoàng thượng cứ tưởng thật, người nói với đệ, nghĩ tới cảm nhận của đệ
bắt đầu từ đêm nay không triệu tỷ hầu tẩm nữa. Hí, thật sao? Hí, vậy tốt quá rồi Long tiểu đệ. Cũng nhờ có Long tiểu đệ, nếu không thì trong cung không có ai bao che cho ta nữa. Cho nên trong lòng của tỷ, ấn tượng đối với Long tiểu đệ ít nhất cũng tốt hơn hoàng thượng phải không? Hí, đương nhiên rồi. Tỷ đệ chúng ta mới gặp đã quen, hoàng thượng mà đòi kết bái với ta thì ta cũng không thèm. Sao hoàng thượng kết bái với tỷ được chứ? Hoàng thượng là vua của một nước, không thể kết bái với tỷ được, càng không thể có phúc cùng hưởng, có quả cùng gánh. Cũng đúng ha, hoàng thượng cũng đáng thương lắm. Tỷ nói hoàng thượng đáng thương? Đúng vậy. Lần đầu đệ nghe có người nói như vậy. Thì người là hoàng thượng, là vua của một nước, nhưng có điều không có ai xem người là bằng hữu thật sự, cũng không có cô nương nào thật sự yêu thương người. Nhưng mà đệ thì khác, tuy đệ không phải là hoàng thượng, nhưng mà bên cạnh đệ chắc chắn sẽ có rất nhiều bằng hữu, cũng có rất nhiều cô nương thật lòng yêu thương đệ. Có thể sao? Tiếng ảnh cô nương, hay là tôi với ca ca cô cưỡi ngựa, cô lên xe ngựa ngồi đi. À, Ngô công tử à, để tôi cưỡi ngựa, huynh ngồi xe đi. Vậy có sao được, ai là để nữ nhi cưỡi ngựa vất vả, còn mình thì ngồi trên xe ngựa. Bụi bụi, công tử đã có ý tốt rồi, bụi đừng từ chối nữa. Ừ, mời. Đây, tôi đỡ cô. Truyền khấu dụ hoàng thượng phong tú nữ vị quan cô nương làm đáp ứng, dọn đến Vĩnh Hòa cung. Tạ ơn hoàng thượng ân điển. Đứng lên hết đi. Vị quan, cô hầu tẩm liên tục 3 ngày, chúng tôi còn tưởng hoàng thượng sủng ái cô lắm, nhưng không ngờ lại phong cho một chức đáp ứng cấp bậc thấp nhất. Đáp ứng thì là đáp ứng thôi, chức gì đối với tôi cũng vậy. Vị quan cô nương, cô cũng không cần buồn bã. Từ lúc hoàng thượng thân chính tới nay, chưa bao giờ truyền cùng một người tới hầu tẩm trong 3 ngày. Đủ thấy hoàng thượng đối với vị quan cô nương cũng rất đặc biệt. Tuy chỉ là tạm thời phong chức đáp ứng, nhưng có lẽ vị quan cô nương có chỗ nào khiến cho hoàng thượng không hài lòng. À, chỉ là hoàng thượng răn đe một chút thôi, chỉ cần vị quan cô nương có thể rút ra bài học, ta nghĩ hoàng thượng sẽ có ân chỉ. Ai cần lấy lòng hoàng đế háo sắc đó. Tôi đâu có bận tâm tới chuyện cấp bậc. Vĩnh Hòa cung là chỗ của Tuyết tỷ tỷ, vô tình tiểu hoàng đế sắp đặt mình tới Vĩnh Hòa cung, còn tốt hơn cho mình làm hoàng hậu có cung riêng. Vị quan cô nương, chỗ bên Vĩnh Hòa cung đã sắp xếp ổn thỏa rồi, phiền cô đi theo nô tài. Làm phiền Lý công công. Đúng là không ngờ hoàng thượng lại sắp xếp muội ở Vĩnh Hòa cung. Lần này tỷ muội chúng ta có thể ngày đêm bầu bạn, chăm sóc lẫn nhau. Đúng vậy, thiệt ra muội ghét tiểu hoàng đế đó lắm, cuối cùng hắn sắp đặt như vậy muội hết ghét hắn rồi. Lại nói linh tinh nữa rồi. Lục sư phụ, bây giờ không có ai, người ngồi xuống đi. Lý nào đồ đệ thì ngồi, còn sư phụ thì đứng như vậy. Hoàng Nhi à, ở đây là Tử Cấm Thành, không phải là Minh Châu Cốc. Ở đây không có sư phụ đồ đệ, ở đây chỉ có lệ quý nhân, quan đáp ứng và Tuyết Ma Ma. Còn phải nhớ kỹ điều này nha, tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Nhớ kỹ, cố gắng thích nghi với cuộc sống trong cung, thận trọng dè dặt, phải ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Đồ Nhi biết thôi rồi. Đó, lại xưng Đồ Nhi nữa. Nếu để người ngoài nghe thấy được, không biết là con sẽ gây ra quả gì nữa. À, trời, mama yên tâm, vị quan chỉ là chưa quen với thân phận mới thôi, con sẽ từ từ chỉ cho muội ấy. Đa tạ lệ quý nhân. Nè, mà nói nghiêm khắc, quy tắc ở trong Thanh cung phải tam phẩm trở lên mới có tư cách làm chủ một cung, vào ở chính điện. Trước mắt ta vẫn chỉ là một quý nhân thất phẩm, nên chỉ được ở trong điện nhỏ. Nhưng mà cũng may ở Vĩnh Hòa cung chỉ có ta là tiểu chủ, không cần phải sống chung với những phi tần khác phiền phức. Kể ra đây cũng là ưu ái của hoàng thượng rồi. Nhưng mà Tuyết tỷ tỷ, có câu gần vua như gần hổ, tỷ ở trong cung hầu hoàng thượng có phải vất vả lắm hay không? Vì đại nghiệp khôi phục Đại Minh, có khổ hơn cũng chẳng đáng là gì.
Ủa, đứng lại. Nhìn y phục của cô có lẽ là đáp ứng ha. Sao lại không hiểu phép tắc, chạy tới tận ngự thư phòng? Ý, ông sao nhìn ông quen quá vậy chứ? À, tôi nhớ ra ông rồi. Thì ra ông cũng làm thị vệ, làm việc ở ngự thư phòng sao? Long Tam đâu? Tôi muốn gặp Long Tam. Cô là... Ông quên tôi rồi hả? Này, cách đây khoảng 3 tháng, lúc đó hình bộ đang áp giải Khâm Phạm ra phố chợ xử trảm, chúng ta đã từng gặp nhau. Lúc đó ông đi với Long Tam, ông đã nhớ ra chưa? Ê, tránh ra. Nè, làm cái gì vậy hả? Là cô. Ừ, là tôi nè. Cô là nữ nhân sao? Ừ. Còn vào cung làm đáp ứng nữa. Ê, Long Tam đâu? Long Tam? Chẳng lẽ cô không biết Long Tam chính là... Tôi biết chứ. Long Tam chính là ngự tiền thị vệ, làm việc ở ngự thư phòng. À, Long Tam nói vậy với cô hả? Ừ. Ta hiểu rồi. Hôm nay Long Tam đi vắng, cô thân là đáp ứng, cũng là người ở trong hậu cung, không được tuyên triệu, không được tới ngự thư phòng, tránh kinh động tới thánh giá. Bây giờ hoàng thượng sắp sửa bãi triều tới ngự thư phòng rồi. Ha, cô mau lui về đi. À, Long Tam không có ở đây, đi thì đi thôi. Hoàng thượng đâu có dễ gì bị kinh động thánh giá. Ý, hoàng thượng tới rồi, mau mau mau. Cô nhìn thấy hoàng thượng tại sao lại không quỳ? Để là hoàng thượng. Nè, Lý Công Công, tiểu đáp ứng này chính là... Chuyện của hoàng gia, đừng hỏi, cũng đừng bàn. Nè, rốt cuộc đệ là ai? Đệ là hoàng thượng hay Long Tam? Đệ không phải là hoàng thượng, đệ là Long Tam. Vậy tại sao họ gọi đệ là hoàng thượng còn quỳ trước mặt của đệ nữa? Đệ thật sự không phải hoàng thượng, chỉ tại tướng mạo và giọng nói của đệ giống với hoàng thượng, vì vậy bị hoàng thượng chọn làm người thế thân. Đệ là thế thân của hoàng phải, thượng. Phải, đệ chỉ là thế thân của hoàng thượng. Đại Thanh của chúng ta mặc dù vào quan mấy mươi năm, nhưng mà nền tảng chưa vững, hoàng thượng lại còn nhỏ tuổi, vừa thân chính chưa lâu. Dù là bọn Dương Nghiệt tiền triều hay bọn quyền thần muốn mưu triều soán vị, đều muốn ám sát hoàng thượng. Chẳng hạn như tên Ngào Bái dám giết cả đại thần tôi khắc tác cáp, còn cấu kết thái giám hạ độc hoàng thượng. Vì vậy hoàng thượng thường kêu đệ giả làm hoàng thượng. Ta biết ngay mà, làm ta sợ chết đi được. Sao đệ là hoàng thượng được chứ? Nếu đệ mà là hoàng thượng thì làm sao có chuyện nửa đêm nửa hôm đi trộm thức ăn, còn kết nghĩa với ta nữa, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Vì vậy 3 đêm hầu tẩm hoàng thượng, người không cho ta thấy mặt, cứ đeo mặt nạ, sợ ta phát hiện, đúng không? Đúng vậy. Bây giờ tỷ đã hiểu rồi đó, tại sao trong hoàng cung không ai biết người tên Long Tam. Tại vì đệ không phải thị vệ thông thường, đệ không đứng gác, chỉ khi nào cần thiết đệ sẽ thay thế hoàng thượng. Vậy cũng có nghĩa là đệ là thế thân của hoàng thượng. Vậy đệ phải đỡ đau cho hoàng thượng rồi. Đệ thân là thần tử, đương nhiên là phải hiếu trung. Hơn nữa hoàng thượng tốt với đệ, đệ cũng cam lòng tình nguyện phục vụ cho hoàng thượng. Long tiểu đệ tội nghiệp đệ quá. Đệ làm thế thân của hoàng thượng, hoàng thượng tốt với đệ cũng chỉ vì muốn đệ bán mạng cho hắn thôi. Từ xưa tới nay mọi hoàng đế đều y chang nhau, lúc nào cũng tư lợi, toàn máu lạnh vô liêm sỉ. Lão đại, đừng nói xấu hoàng thượng trước mặt đệ, sẽ làm khó cho đệ lắm. Ê, sao hôm nay tỷ tới ngự thư phòng tìm đệ vậy? Còn nói nữa hả? Bỏ mặt ta mấy ngày, ta có chuyện quan trọng muốn nói với đệ. Có chuyện quan trọng?
Hoàng thượng vừa biết Lệ Phi bị hành thích thì đã nghi ngao bái. Không ngờ đúng là hắn thật. Là hắn chứ còn ai nữa. Tên ngao bái này cấu kết thái giám, hành thích phi tần, đúng là to gan bằng trời. Không xem hoàng thượng ra gì. Lão đại, chỉ tại tỷ không biết, ngao bái nắm triều đình nhiều năm, trên dưới triều đình, trong ngoài hoàng cung đều có thế lực của hắn. Hoàng thượng âm thầm cho người điều tra mấy ngày cũng không có cách nào nắm được cán. Chẳng lẽ bỏ qua vậy sao? Nhỏ không nhìn sẽ hỏng chuyện lớn. Bây giờ chưa phải lúc trở mặt với hắn ta. Vì vậy chỉ đành xem như không hay biết gì. Tên ngao bái này tặc tâm không bỏ, còn ép ca ca ta hành thích Lệ quý nhân. Tỷ phải nói với ca ca của tỷ, đừng nghe theo lệnh của ngao bái. Hoàng thượng đã âm thầm tìm cách diệt trừ ngao bái rồi. Vì vậy phải nhờ ca ca của tỷ qua loa với ngao bái kéo dài thời gian. Ê, yên tâm đi, ca ca của ta không nối giáo cho giặc đâu. Nhưng mà kế hoạch của hoàng thượng liệu có khả thi hay không? Có nguy hiểm hay không hả? Lão đại à, hoàng thượng người không phải là phường háo sắc phong lưu đâu. Tuy nhiên người còn trẻ tuổi, nhưng cũng có dũng có mưu, cũng gọi là một đấng minh quân. Ai, Long tiểu đệ à. Đệ đúng là có cái số làm nô tài cho người ta. Bây giờ là lúc nào rồi, còn nói giúp cho chủ tử của đệ. Một người giống như hắn làm gì có kế hay. Theo như ta suy đoán thì hoàng thượng không xem tính mạng của đệ ra gì đâu. Trong lúc nguy hiểm đệ ra đỡ đau, đệ chết thế biết chưa hả? Tỷ đừng nói xấu hoàng thượng trước mặt đệ nữa, làm đệ khó xử lắm. Được, chính vì ta xem đệ là huynh đệ nên ta mới nói thẳng với đệ luôn. Nếu như mà đệ không muốn ta nói thật, vậy thì sau này ta nói dối cho đệ nghe thôi. Được rồi, đệ không có nhỏ nhen tới như vậy. Ngay cả lời nói của một tiểu cô nương mà cũng muốn chấp nhất. Đệ biết sở dĩ tỷ mắng hoàng thượng là vì lo cho đệ, phải không? Hay, đương nhiên rồi. Long tiểu đệ, ở trên thế gian này, ngoài người thân của ta ra, đệ là người thân với ta nhất. Đệ nghe lời ta, đừng có bán mạng cho hoàng thượng gì đó, chủ tử gì đó nữa. Lúc gặp nguy hiểm thì đệ phải bảo vệ cho mình, chứ đừng có làm kẻ ngu trung, biết chưa? Được, tỷ cứ yên tâm đi. Đệ có thể nói nhỏ cho tỷ biết kế hoạch của hoàng thượng. Đệ nói ta biết kế hoạch của hoàng thượng, chuyện quan trọng như vậy, không sợ ta tiết lộ ra sao? Trong chốn hoàng cung này, ngoại trừ hoàng thượng và thái hoàng thái hậu, tỷ là người mà đệ tin tưởng nhất. Ai kêu tâm tư của tỷ đơn thuần nhất chứ. Tỷ có còn nhớ lần trước đệ nói với tỷ về kế hoạch bắt ngao bái không? Ngày hôm nay chính là ngày kế hoạch bắt đầu. Hoàng thượng đã tuyên triệu ngao bái gặp riêng hoàng thượng ở ngự thư phòng. Vì vậy đệ phải đích thân ra tay, cùng với các thị vệ và các thái giám được huấn luyện, cùng nhau bắt ngao bái. Cái gì? Đệ đích thân ra tay với hắn? Hắn là đệ nhất dũng sĩ, nếu như đệ ra tay thì đệ sẽ chết chắc rồi. Ngày nào chưa diệt trừ hắn thì ngày đó hoàng thượng không thể thân chính. Hơn nữa, ngao bái tay nắm quân quyền, hoàng thượng không dám hạ chỉ để bắt hắn. Nhưng tên ngao bái này ý mình võ công cao, tính cách vô cùng cao ngạo, hắn sẽ không thể ngờ rằng hoàng thượng tìm người đấu vật để bắt hắn tại trong cung. Như vậy làm cho hắn bất ngờ, có khả năng thành công. Hơn nữa hoàng thượng còn sắp xếp Lý Công Công bỏ thuốc vào trong chung trà, sau khi ngao bái uống vào nội lực sẽ mất hết. Lý Công Công? Hoàng thượng kêu Lý Công Công giúp đệ? Phải, Lý Công Công đã vào cung từ nhỏ, từng hầu hạ thái tổ hoàng đế và tiên hoàng, được thái hoàng thái hậu tin tưởng. Nhưng mà Lý Công Công... Sao vậy? Thôi bỏ đi, bỏ đi, không có gì đâu. Long tiểu đệ à, đệ đừng có ngốc như vậy. Đệ đừng bán mạng cho hoàng thượng mà, chắc chắn đệ sẽ bị chết đó. Đệ đừng đi được không? Vì vậy đệ kêu tỷ tới đây là để từ giả. Dù gì thì trong suốt bao nhiêu năm qua, tỷ là người có quan hệ đặc biệt nhất. Kiếp này đệ chỉ có thể làm Long tiểu đệ, làm huynh đệ kết nghĩa của tỷ. Nhưng mà kiếp sau, đệ muốn làm thanh mai trúc mã. Lão đại, sao tỷ lại khóc chứ? Chúng ta là huynh đệ kết nghĩa. Đã nói có phúc cùng hưởng, có họa cùng mang. Nếu đệ đi nộp mạng, dựa vào võ công của ta, thật sự ta không thể cứu đệ được. Nếu như đệ chết đi thì ta cũng sẽ chết theo luôn. Nhưng mà ta vẫn chưa muốn chết.
Ta còn nhiều món ngon chưa được ăn, vẫn còn nhiều tâm nguyện chưa thể hoàn thành mà. Vậy thì đừng có đi chết theo đệ. Để chết một mình là được rồi. Dù gì ở chốn cửu tuyền, đệ cũng không trách tỷ, cùng lắm là biến thành quỷ dữ bám theo tỷ. Nói bậy. Đệ biết rõ trong lòng người ta rất lo cho đệ, đệ còn nói mấy câu đó nữa. Lão đại, được rồi, đừng khóc nữa ha. Kế hoạch này chưa chắc nó sẽ bị thất bại, có lẽ sẽ thành công. Tư giả xong rồi, tỷ về Vĩnh Hòa cung trước, chờ tin của đệ. Long tiểu đệ, chỉ còn cách đó thôi sao? Không thể có cách nào khác được hả? Cần phải qua được ải này, hoàng thượng mới là một con rồng. Nếu không qua được, hoàng thượng chỉ là một con sâu. Vậy để chờ ta một lát. Tỷ định làm gì? Ê, đệ không được vô. Ta không cho đệ vô thì đệ không được vô. Hả? Không được vô đi. Lão đại, vẫn chưa xong nữa à? Tỷ không ra, Ngao Bá sẽ tới đó. Ta biết rồi mà, ta ra ngay. Lão đại, để vào đó nha. Lão đại, tỷ xong chưa? Lão đại, chắc không phải tỷ thấy đệ sắp chết rồi cho nên định hiến thân đâu hả? Bậy. Sao đệ lại trở nên háo sắc như hoàng đế rồi hả? Đúng là gần mực thì đen. Nè, cho đệ đó. Đây là áo giá kim tầm Ngao Bái đưa cho ta. Nghe nói là thương đao bất nhập, nước lửa bất xâm, dù gì ta cũng không cần đâu, nên cho đệ mặc, ít ra có thể bảo vệ đệ. Thơm quá. Lão đại, trên này có mùi hương và hơi ấm của tỷ. Nè, sao đệ nhìn ta với ánh mắt háo sắc đó hả? Làm vậy rất thấp kém đệ biết không? Mau mặc vô đi. Trước đây ta luôn mặc trong người, dù gì cũng không dùng tới. Sau này đệ mặc vào có thể bảo vệ chỗ quan trọng. Nếu đã là y phục tỷ từng mặc, đương nhiên đệ phải mặc. Hay là tỷ mặc giùm đệ? Đệ nói lung tung cái gì vậy hả? Ta mặc kệ đi. Lão đại. Nè. Lão đại. Ta là lão đại, còn đệ là tiểu đệ. Vì vậy đệ phải nghe lời ta biết chưa? Không được chết. Dạ, tuân lệnh. Ngao Thiếu Bảo, số trà này đều là Long Tỉnh năm nay mới hái. Hôm qua tuần phủ Triết Giang vừa mới đưa vào cung. Khanh đừng ngại, uống nhiều một chút, xem có ngon bằng trà Ngân Hào của An Quy hay không. Di thần là kẻ thô thiện, loại trà nào uống vào miệng cũng cùng một vị. Hoàng thượng cho truyền di thần, không biết là gì chuyện gì. Ngao Thiếu Bảo, tốt nhất là khanh đọc số tấu sớ này đi. Khanh cười cái gì? Hoàng thượng, thần chỉ cười đám đại thần muốn tố cáo thần với hoàng thượng lặp đi lặp lại lời lẽ nhạt nhẽo, thậm chí còn không có chủ đề gì mới. Phía trên còn rất nhiều tấu sớ, khanh cứ xem hết đã. Không cần xem. Chẳng qua cũng là tố cáo vạch trần vi thần là chuyên quyền độc đoán, là khi quân phạm thượng, kết bè kết cánh, sát hại đại thần. Hoàng thượng xem đi. Ê, toàn là chuyện bịa đặt không có thật. Ngao Bái, Khanh. Hoàng thượng,
Mời vị đại thần cùng đề tên trên tấu sớ. Rõ ràng đang muốn hãm hại vị thần. Đây là kế ly gián muốn quân thần chúng ta bất hòa. Quả thật đây đúng là hành động bất kính với hoàng thượng. Vị thần khẩn xin hoàng thượng hạ chỉ để vị thần tróc nạ đám loạn thần tặc tử, phạt theo quốc pháp. Dựa vào đâu mà khanh nói tấu sớ vạch tội đều là lời lẽ hãm hại chứ? Hoàng thượng, tất cả những tấu sớ vạch tội vị thần rốt cuộc là thật hay giả thì còn phải xem suy nghĩ trong lòng của bệ hạ. Bây giờ phải xem hoàng thượng đang tin tưởng đám đại thần muốn vạch tội vi thần hơn hay là người tin tưởng vi thần hơn. Ngạo Bái, khanh dám xé bỏ tấu sớ trước mặt trẫm, ăn nói ngông cuồng, ở trong mắt của khanh có còn hoàng thượng này hay không? Tính tình của vi thần trước giờ là như vậy, hoàng thượng đã quên? Người thường hay khen vi thần tính tình chất phác ngay thẳng, sao đột nhiên hôm nay là nói vi thần ăn nói ngông cuồng như vậy chứ? Từ lúc thần phò chính tới đây, ngày nào lại không có tấu sớ vạch tội vi thần? Hoàng thượng và thái hoàng thái hậu cả xem còn không muốn xem đã giao lại cho vi thần, sao đột nhiên hôm nay hoàng thượng lại xem tấu sớ này để chỉ trích vi thần chứ? Vậy thì xem ra không phải trong mắt của vi thần không có hoàng thượng, mà là trong lòng của hoàng thượng vốn dĩ không còn vi thần nữa. Tới nước này mà khanh còn cưỡng từ đoạt lý, rõ ràng là không biết phản tỉnh hối cải, đúng là khiến trẫm thất vọng. Được rồi hoàng thượng, người cũng không cần tìm trăm phương ngàn kế để kích động vi thần. Bây giờ hoàng thượng đã đủ lông đủ cánh rồi, muốn đọc chiếm đại quyền chê vi thần chướng mắt thôi. Người xưa nói quá không sai, được chim quên ná, đặng cáo quên nôm. Hoàng thượng muốn xử trí vi thần ra sao thì cứ việc nói thẳng ra. Được. Ngạo Bái, trẫm biết khanh phò tá 3 triệu công lao to lớn, tốt nhất là khanh an phận tìm một chỗ nào để mà dưỡng sức đi. Hoàng thượng quá là quan tâm đến vi thần, vi thần cảm kích đến rơi cả nước mắt rồi. Nhưng mà hoàng thượng đừng quên, thần là đại thần phò chính được tiên đế di mệnh, mang trên mình trách nhiệm giúp đỡ hoàng thượng xử trí chuyện triều chính. Bây giờ bên cạnh hoàng thượng gian thần đầy rẫy, vi thần vẫn chưa diệt trừ hết được, thì làm sao dám tìm chỗ an dưỡng chứ? Ngào Bái ơi Ngào Bái, không ngờ khanh vẫn một mực khăng khăng như vậy. Đúng là phụ hậu ái tiên đế, uổng công trẫm một lòng tin tưởng. Quyền Diệp và Quyền Diệp, không ngờ ngươi xem thường Ngạo Bái ta như vậy. Một tên cuồng giống vô tri như ngươi sao có thể chống đỡ nổi giang sơn của Đại Thanh? Được, vậy lão phu sẽ tiễn ngươi đi gặp tiên đế trước, rồi lập tân quân khác. Hoàng thượng, vừa và đám ranh con miệng còn hôi sữa như các người mà muốn hạ gục lão phu, trò cười của thiên hạ. Liên Đức Phúc, thứ trầm kêu khanh chuẩn bị đã chuẩn bị xong chưa? Bẩm hoàng thượng, nô tài không dám kháng chỉ. Nô tài đã bỏ nội lực tán vào trong tách trà đó, nô tài cũng không biết tại sao lại không có tác dụng như vậy.
Quỳnh Diệp, từ đầu lão phu đã biết ngươi sẽ ra tay với ta. Sao ta có thể không chuẩn bị trước được? Cho ngươi biết, trước khi đến đây, lão phu đã dùng trí tà đơn có thể giải được bách độc rồi. Mau đứng lên! Ai bắt được Cao Bái, thăng quan 3 cấp, thưởng 2000 lượng. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tới đây, hốc bản đi. Hoàng thượng, ngươi đang muốn tỷ thí võ công với lão phu có đúng không? Sự thông minh thường ngày của hoàng thượng đi đâu mất rồi? Long tiểu đệ, là tới cứu đệ đi. Không sao chứ? Nghĩ quan, cô điên rồi sao? Nhưng đại bổ hoàng tháng này không cần dùng nữa đúng không? Nghĩa phụ, xin lỗi nghĩa phụ, thứ lỗi cho nghĩa nữ phải vì nghĩa quên thân. Cô đừng quên, cả cả cô và cô đều đang dùng loại đại bổ hoàng của lão phu. Ta cho cô biết, khi độc phát tác, các người sẽ sống không bằng chết. Ngao Bái, chúng ta trao đổi với nhau đi. Ông thả hoàng thượng ra, tôi sẽ xin hoàng thượng tha cho ông, sao hả? Đúng là lão phu có mắt không trọng. Lão phu cứ nghĩ ngươi là một a độc thông minh lanh lợi, nhưng không ngờ ngươi lại ô trĩ như vậy. Ê, đứng yên đó. Ông đã trúng độc thất bộ chi đảo. Nếu như bây giờ ông vẫn ngoan cố vận động thì chỉ trong vòng 7 bước sẽ bị độc phát thân vong. Tiểu a độc, ngươi nghĩ lão phu sẽ mắc bẫy của ngươi sao? Cho dù lão phu trúng thất bộ đảo thì trong 7 bước chân cũng phải lấy mạng của các ngươi. Bắt các ngươi phải lót xác cho lão phu. Sợi dài. Cầm chân họ, tôi cứu hoàng thượng. Đi đi. Tiểu hòa đầu, cả cái áo sợi dài của lão phu cũng đem cho hoàng thượng. Xem ra người đã rung động với hoàng thượng thật rồi. Chỉ đáng tiếc, cho dù hoàng thượng mặc áo sợi vàng lên người, lão phu cũng phải lấy mạng của hắn. Ngao Bái, quả nhiên là không giống người thường. Người khác trúng phải thất bộ đảo chỉ đi được 7 bước, thật không ngờ ông lại đi được nhiều bước tới như vậy, lợi hại. Trương ca ca, Kim Khanh, mau giết chết tiểu hoàng đế này. Giết chết hắn, giết chết hắn chính là lập được đại công. Lão phu
sẽ được thuộc giải của viên đại bổ hoàng của hai huynh muội cho các ngươi. Sau đó ta thăng cho ngươi làm viện phán thái y viện. Mau giết chết hắn. Trương ca ca. Được. Trương ca ca quýnh đừng hồ đâu. Trung đường đại nhân quên rồi, ta là ca ca của vị quan, đương nhiên phải giúp cho muội muội của mình. Các người không muốn có được thuốc giải của đại bổ hoàng sao? Trung đường đại nhân, ông lại quên rồi, tôi là đại phu, thuốc giải của đại bổ hoàng tôi sẽ điều chế được. Lão đại, sao tỷ bị thương vậy? Sao chảy nhiều máu dữ vậy? Ta không biết nữa, sao ta lại bị thương chứ? Ê, đệ điên rồi sao? Đệ xé lông bào là tội chém đầu đó. Để ta xé. À, được. Khoan đã. Hoàng thượng, nô tài có khăn tay đây. Đỡ đau hơn chưa? Ừ. Ngao bái, ông đừng có ấm ức nữa. Tôi không ngờ con người ông không chỉ hữu dụng vô mưu mà còn có mắt không trồng. Người đứng trước mặt ông chẳng phải là hoàng thượng gì cả, là thế thân của hoàng thượng Long Tam. Người nói hắn là Long Tam mà. Hộ giá, hộ giá bên đây, mau. Khởi bẩm hoàng thượng, quả nhiên đúng như người dự đoán, trong cung có hơn 10 thuộc hạ của Ngao Bái. Thần đã chuẩn bị như hoàng thượng căn dặn, mới thuận lợi bắt hết bọn chúng. Tốt, bắt Ngao Bái lại. Dạ. Người đâu, bắt Ngao Bái lại. Dạ. Là hoàng thượng thật sao? Đúng, đây chính là đương kim hoàng thượng. Di thần thăm kiến hoàng thượng. À đâu, uống cho ngươi có cặp mắt to như vậy, ngắm được không dùng được. Ngươi phải biết Quyền Diệp trong các hoàng tử của tiên đế, hắn xếp thứ ba đó. Cái tên Long Tam này chỉ là tên gọi hắn dùng mỗi lần di phục xuất tuần thôi. Sao ngươi không chịu suy nghĩ, nếu như hắn không phải là hoàng thượng, lấy đâu ra phong thái như vậy được chứ? Đây là hoàng thượng sao? Trong 3 ngày thị tẩm, tại sao trẫm phải đeo mặt nạ? Lúc trẫm nói chuyện với cô cũng có nhiều sơ hở, nhưng do cô không phát hiện ra thôi. Trước giờ trẫm chưa từng gặp cô nương nào ngây thơ đáng yêu như cô. Hoàng muội, mau quỳ xuống đi. Ngươi là tên lừa đảo. Hả? Hoàng thượng, đứng lại đó. Bỏ tôi ra, người là đồ xấu xa, là thứ vô lại. Quan ngăn hùng có phải không? Không chỉ dám đánh trẫm, còn dám bắn trẫm là vô lại nữa. Rõ ràng là đồ lừa đảo, là thứ vô lại. Cô có biết là mỗi một câu bây giờ cô nói đáng bị chém đầu 100 lần hay không? Chém đi. Dù gì bây giờ Ngao Bái cũng đã bị người khống chế rồi, giữ lại cái đầu heo này cũng chẳng có ích gì. Được, cô không sợ chết chứ gì? Vậy còn ca ca của cô, cô có biết cô đánh trẫm phải tru di cửu tộc không? Hay lắm. Đầu tiên là lợi dụng tôi. Lợi dụng xong rồi đúng không? Tôi hết giá trị rồi. Người liền ức hiếp tôi, đòi chém đầu tôi, còn đòi tru di cửu tộc. Có người ngang ngược tới vậy sao? Vết thương sâu như vậy còn cứng đầu nữa. Chờ một chút, trẫm gọi ca ca cô tới đây cầm máu cho. Người sắp chém đầu ca ca của tôi rồi, còn cầm máu làm gì? Làm sao trẫm không chém đầu cô được chứ? Cô có biết từ nhỏ tới lớn
chứ có ai dám đánh Trẫm như vậy không? Dù là lúc Hoàng A Mã của Trẫm vẫn còn sống, cũng chưa từng đụng tới một sợi tóc của Trẫm. Thì cũng tại vì người gạt tôi trước. Người nói người không phải là hoàng thượng, là Long Tam. Tôi là lão đại của người mà. Bây giờ tiểu đệ làm sai, lão đại dạy dỗ chút không được sao? Nếu như nói theo cách của cô thì lại là Trẫm sai. Đúng vậy, là người sai mà. Ai kêu người gạt tôi? Nhưng mà Long Tam tiểu đệ, người sẽ không chém đầu tôi và ca ca đúng không? Cô nói xem, cô đánh Trẫm trước mặt bao nhiêu người? Nếu như bây giờ Trẫm không phạt cô, làm sao mà thống trị thiên hạ? Người có còn lương tâm hay không? Hồi nãy là ai liều chết giúp người đánh nhau với Ngao Bái? Lúc nãy cô dũng cảm thật. Trước giờ Trẫm cứ nghĩ dù cô lo cho Trẫm thật thì cũng sẽ trốn đi thật xa thôi. Bây giờ tôi đã hối hận lắm rồi. Biết vậy tôi để cho Ngao Bái chặt người ra thành tám khúc. Nếu như Trẫm bị chặt thành tám khúc thì cô cũng chẳng hơn gì. Cô quên chuyện kết bái rồi hả? Còn trách tôi nữa hả? Thấy tôi bị người khác quay như dế, chắc người đắc ý vui lắm đúng không? Chứ không phải cô cũng vậy sao hả? Suốt ngày cứ gạt Trẫm, bây giờ bị gạt nên nổi nóng sao? Từ nhỏ tới lớn tôi sống trong thôn nghèo, tôi tưởng đâu hoàng thượng là phải oai nghiêm lắm, ai mà ngờ giống như người lưu manh vô lại. Trẫm lưu manh vô lại lúc nào chứ? Vậy chuyện của cải trang nam nhân gạt Trẫm thì sao? Tóm lại cô đỡ cho Trẫm một dao rồi tát Trẫm một cái, vậy là què nhau. Nhưng mà Long Tam, hoàng thượng, có phải là sau này tôi sẽ phải giống như những người khác, kính cẩn lễ phép gọi là hoàng thượng không? Đương nhiên là như vậy. Trước mắt của mọi người thì Trẫm chỉ là hoàng thượng, cô không được gây rối. Nhưng mà lúc gặp riêng, nếu như cô vẫn muốn gọi Trẫm là Long Tam thì Trẫm sẽ rất vui. Đau lắm đúng không?